Chào anh em, lâu nay tôi thấy ở trên mạng xuất hiện một người phụ nữ trong này có biệt danh là Tên Ninh Kim, cô gái Việt kiều áo trắng nha. Nghe nói làm clip đồ nhảy hơn nhót hay là rơn rơn gì người ta thích xem đó đúng không? Hôm nay tôi đẹp mặt được cô ấy, nhìn mặt cũng sáng sủa đấy, mà sao làm mấy clip nó vớ vẩn vô bận gì em hả? Anh ơi, cô anh không mơ chút nào hay là em làm đấy đỡ gợi cảm với người ta thích vô xem clip em hay sao hả? Ai xem mình nắm nhắm khe, mình cũng gái cũng đâu mà mình làm gì vậy không? Nói chung là đó, bây giờ em có khả năng đó, bây giờ em rơi rồi mình ăn tự anh có cảm hứng gì không? Mà sao thấy cộng đồng mạng nó hình như nó thôi thúc, nó mong muốn lúc nào nó chờ clip em lên là sao? Em làm rồi anh coi thử đi, nhìn ghét quá, nó to tầm nắm giờ chưa? Làm đấy, thở giờ thử đi, coi thử nếu anh mà anh có một cái cảm xúc gì mà phá rồi em thì anh chỉ chấp nhận của họ thôi, anh không bao giờ chấp nhận những video đó. Em nói chứ không có đâu chị ơi, giờ em không dạy đâu, giờ em thương lắm, em luôn tin tưởng.